Xin chào tất cả mọi người nha. Nay xin phép quay cho cả nhà xem một con máy mài nhám nha cả nhà. Con này thì hiệu Hikuki nha. Này Hikuki. Công suất motor thì là 1054W. Điện 3 pha 200V kim nhật nha cả nhà. Năm thì là 2019 nha. Con này đời cao. Con này còn đẹp nha cả nhà. Bây giờ em sẽ mài thử cho cả nhà xem nha. Đây là công tắc nè, bật lên nè. Rất là mạnh nha. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng máy mài nhám thì liên hệ em nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người.